Dạ, Hiếu Phan mến chào tất cả quý vị khán giả thân thương trong và ngoài nước trở lại với thông tin tin tức của Hiếu. Hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 2023 thì Hiếu lại tiếp tục cập nhật thông tin có liên quan đến Thiền A Minh vũ trụ và đặc biệt là nói về câu chuyện nhân quyền. Thưa quý vị, thì trước khi vào nội dung chi tiết, Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình. Ngày mới ở Việt Nam có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc và thành công hơn nữa trong công việc. Cũng như mến chúc tất cả vị khán giả thân thương ở hải ngoại có một đêm thật là vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc bên gia đình và ngủ thật là ngon giấc nhé. Thì từ bấy lâu nay quý vị khán giả mà yêu thương Thiền Am đó luôn có cái câu hỏi mà hiếu thường bắt gặp ở trên những cái video clip của hiếu. À, có vị thì hỏi như thế này việt nam mình có nhân quyền hay không rồi thiền am có được sống có được hưởng quyền lợi con người hay không nhưng mà tại sao họ không có được tự do tu tập rồi họ lại bị chèn ép áp bức như vậy và nhân viên việt nam ở đâu tại sao không can thiệp bảo vệ cho họ Đó, để cho họ có được cái quyền tự do giống như là bao gia đình khác họ muốn tu tập họ muốn làm cái này làm cái kia thì đó là quyền con người đúng không ạ? À? Thì nhân quyền phải có trách nhiệm là bảo vệ à, cho mọi người dân đúng không ạ? À? Thì ai cũng có cái nhân quyền hết, miễn sao là nằm trong khuôn khổ của pháp luật cho phép thưa quý vị. Đó. Thì à, hôm nay có một cái bài báo đăng cũng khá là hay à, nói về cái ngày 27 tháng 2 vừa qua đó tại thủ đô Vienna của Áo cũng đã diễn ra một cái phiên họp cấp cao khóa 52 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc với sự tham gia của hơn 100 lãnh đạo cấp cao. Trong 100 lãnh đạo cấp cao đó thì có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự thưa vị. Thì cũng trong phiên họp này Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng có khẳng định rất là hay. Ông nói như thế này, phương châm của Việt Nam tham gia Hội đồng Nhân quyền là tôn trọng và hiểu biết đối thoại và hợp tác tất cả các quyền con người cho tất cả mọi người đó qua cái lời khẳng định của ông thì chúng ta thấy rằng thiền am bên bờ vũ trụ có cơ hội thưa vị khán giả bởi vì nhân quyền sẽ dành cho tất cả mọi người ở đây thiền am bên bờ vũ trụ cũng vậy chứ không có ngoại lệ thưa vị chúng ta cứ chờ đợi sau khi mà các thầy cô đã thụ án xong rồi đó thì trở về nhà các thầy cô sẽ có được một cái cuộc sống tự do hơn trước đây bởi vì trước đây những gì mà họ làm rồi họ tu tập như thế này thế kia đó đều bị dư luận phản đối và đặc biệt là có ông thầy thích cắt sáng tham gia uh, vào cái việc mà họ tu tập ha rồi uh, dư luận rồi kênh YouTube truyền thông thì bàn tán xôn xao vu khống bị đặt cho họ về cái hành vi lượn lon lừa đảo rồi quan hệ quyết thống uh, bày đàn gì đó vân vân thì đó, nhân quyền phải bảo vệ họ bởi vì họ là một nơi thấp cổ bé họng mà họ không có cái tiếng nói đây nếu mà họ lên tiếng thì sẽ bị dư luận dập tắt đó và có những cái thế lực và những cái thành phần tổ chức cá nhân còn muốn là xóa sổ họ không muốn họ có được một cái cuộc sống bình an như bao gia đình khác thưa quý vị thì ở đó chúng ta thấy rằng thiền am hiện tại có quyền con người hay không và có được nhân quyền bảo vệ hay không nhưng sau cái kỳ họp này của phó thủ tướng trần lưu quang tham gia thì chúng ta hy vọng rằng tiền am minh bầu vũ trụ trong tương lai sắp tới sẽ có được một cái cuộc sống an yên hơn mạnh phúc hơn và sẽ được bảo vệ hơn ở đây đúng không ạ? À? thì cũng tại cái kỳ họp này phó thủ tướng cũng có khẳng định như thế này cũng rất là hay thưa vị khán giả. thì phó thủ tướng nói là các thành tựu đảm bảo quyền con người đang đứng trước những thách thức ngày càng gây gắt như chiến tranh, xung đột, bạo lực, đói nghèo, bất bình đẳng và thiếu công bằng đó thì chúng ta thấy rằng tiền minh bờ vũ trụ cũng bị đối xử một cách không có được công bằng ở đây đúng không ạ thì cũng theo như lời của phó thủ tướng nhận định á cái về đảm bảo quyền con người hiện tại đang đứng trước một cái thách thức ngày càng gây gắt như chiến tranh rồi xung đột bạo lực đói nghèo đó, ví dụ là nó là nó đang căng thẳng như thế đấy đó cho nên là uh, sau cái kỳ họp này tại uh, VNA của Áo ngày 27 tháng 2 diễn ra, uh, với những gì mà Phó Thủ tướng nói thì chúng ta cũng hy vọng rằng thiền a minh bầu vũ trụ sẽ có được quyền con người và sẽ được nhân quyền của Việt Nam bảo vệ. Đúng à, bởi vì hiện tại đây Việt Nam cũng đã tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thưa quý vị khán giả. Thì cái kỳ họp này đã diễn ra vào ngày 27 tháng 2 tại thủ đô Vienna của Áo thưa quý vị. Đó, thì như quý vị khán giả cũng đã biết là trong bối cảnh các thành tựu đảm bảo quyền con người của thế giới đang gặp rất là nhiều thách thức và Việt Nam cũng đã đề xuất Hội đồng Nhân quyền thông qua văn kiện khẳng định giá trị và cam kết của tất cả các nước đối với tuyên ngôn nhân quyền thì chúng ta cũng phải chấp hành đề xuất này của hội đồng nhân quyền thông qua dân kiện đúng không ạ? À? đó thì quý vị khán giả nhận định như thế nào về cái sự việc này? thì chúng ta cũng hy vọng và cũng cầu mong sao là thiền am minh và vũ trụ sẽ được bảo vệ đúng không ạ? À? đó là cái thông tin thứ nhất mà hiểu muốn chia sẻ gửi đến cho tất cả vị. đây là một thông tin vui đó thưa vị khán giả. thì chúng ta còn chờ đợi thời gian thiền am sẽ có được một cái cuộc sống an yên hay không khi mà nhân viên Việt Nam đã được hội đồng quốc tế quan tâm thưa vị đó thì cũng liên quan đến vấn đề nhân quyền khán giả cũng rất là quan tâm và sau đây là có một nhận định của một vị khán giả tên là Cherry Linh Vlogger có nói như thế này từ vụ thiền am cảm thấy ở xã hội này quá bất công quyền con người ở thiền am bị chà đạp một cách thầm tệ chẳng được xã hội bảo vệ tất cả đều ngó lơ phớt lờ quá bất công. Tại sao bà Hằng chửi cả xã hội, bôi nhọ hết người này đến người khác thì tới giờ bà vẫn chưa được kết án là sao? Vì sao ông thắng bà Mai kéo cả 50 người đến Thiền Am bên bờ vũ trụ đánh đập cướp giật mà không hề có tội? Còn có những người chỉ nói một vài câu thì bỏ tù 5 7 năm? cả gia đình bị cả xã hội tấn công chửi rủa chỉ vì trong lúc bức xúc phản bác lại thì lại trở thành người có tội bỏ tù. Ôi, thật sự cảm thấy hoang mang, lo sợ vô cùng với cái 331 quá. Đó thì qua bài bình luận của vị khán giả tên là Cherry link Vlogger thì chúng ta cũng thấy rằng thiền âm và vũ trụ bị đối xử một cách không có công bằng. Bởi vì chúng ta thấy cái vụ án 50 người họ đã đến đây đập phá rồi mất cấp tài sản rồi gây gối mất an ninh trật tự nơi đó. Nhưng mà cái người cầm đầu lại chưa bị xử lý triệt để đúng theo quy định của pháp luật thì làm cho chúng ta vô cùng bức xúc và đặt cái câu hỏi là Thiền am bờ Vũ trụ có quyền con người hay không và nhân quyền Việt Nam có bảo vệ họ hay không? Tại sao có những cái hành vi này xảy ra đối với họ? Thì vị khán giả này cũng rất là bức xúc. Trong khi đó chỉ vì một vài câu nói nhỏ nhoi thôi, nhưng mà thiền am lại vướng vào cái điều 331 Bộ luật hình sự với 6 thành viên phải nhận mức án là 23 năm 6 tháng tù. Ở đó thì có một ông cụ gần đất xa trời phải nhận cái mức án là cao nhất 5 năm tù. Thưa quý vị, thì chúng ta cảm thấy rằng quá bất công đối với thiền am minh bầu vũ trụ ở đây, đúng không ạ? À? Đó là một cái bài bình luận cũng khá là chính xác, rất là thiết thực của một vị khán giả tên là Jerry. Lin vlogger xin cảm ơn vị khán giả rất là nhiều đã để lại bình luận cho tất cả mọi người hiểu hơn về cái sự bất công của thiền am anh bộ trụ ở đây mà chưa được nhân quyền việt nam bảo vệ thưa vị thì đến với cái bài bình luận thứ hai cũng nói về cái sự việc có liên quan đến cái anh chàng 331 này thì có rất nhiều vị khán giả cũng chưa hiểu là điều 331 bộ luật hình sự là gì tại sao mọi người có thể vướng vào nó thì điều 331 nó là một cái vòng kim cô, nó là sợi dây thòng lọng ở trên đầu chúng ta. Ai cũng có thể vướng vào cái điều khoản này. Nếu mà chúng ta lên trên mạng xã hội công kích đấu tố lẫn nhau, nhưng cái sự việc mà chúng ta đưa ra không có đầy đủ cơ sở chính xác xác thực chưa được kiểm chứng, vu khống bịa đặt xúc phạm đến uy tín danh dự của người khác thì chúng ta sẽ vướng vào cái điều 331 Bộ luật hình sự này bởi vì chúng ta đã lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ở đó thì chúng ta làm cho người ta mất uy tín, mất danh dự rồi công ăn việc làm đời sống của người ta bị ảnh hưởng rất là nặng nề thì chúng ta phải vướng vào cái điều khoản 331. Thưa quý vị, điều khoản 331 nó là như vậy. Rồi trở lại với cái bối cảnh với anh chàng 331 này thì cho Hiếu xin chia sẻ một bài bình luận của một vị khán giả tên là Chánh Kiến. Nội dung nói như thế này. Trong bối cảnh luật pháp Việt Nam, điều cần biết là không giống như tại các nước tự do dân chủ. Thật sự với tam quyền phân lập rõ ràng, ta không lạ gì điều 331 của bộ luật hình sự không khác gì cái dòng kim cô có sẵn có trên đầu của tôn hành giả trong chuyện tây du ký bất cứ ai cũng đều có thể bị chiếc vòng quái ác đó kèm kẹp nó cần thiết cho việc bảo vệ đường lối của chế độ mà không hề bảo vệ cho tiếng nói tự do nào do đó sống đẹp với sự tử tế và văn minh với công tâm ngay thẳng chưa thể có tại việt nam hiện nay cho nên chớ chủ quan mà hại thân điển hình là tiếng nói thô tục xúc phạm công khai danh dự của người khác của bà Nguyễn Phương Hằng vẫn được nhà nước dung túng trong thời gian khá dài đến khi thái quá bất lợi cho chế độ mới bị sụp đậy sụp bẫy điển hình thứ hai là một kẻ giả tu như TNT công khai phỉ bán các tôn giáo khác tự do kinh doanh tâm linh để hốt bạc, du khống hãm hại thiền am bên bờ vũ trụ. Chẳng phải vi phạm điều 331 sao mà vẫn được tự do tiếp tục phá đạo hại đời. Cứu độ cứu đạo đức xã hội đang tuột dốc thê thảm. Phát biểu công tâm để bảo vệ cho người yếu thế lâm nạn vì bị hàm quan là thực hiện một thiện tâm tối cần. Nhưng phải hết sức cẩn trọng, đứng sổng lưng lúc nào và cần lắng sâu lúc nào mới là hệ trọng. Gất chua sót cho các tiếng nói công tâm dũng cảm vừa bị vướng chiếc vòng kim cô 331 và rất mong họ sớm thoát nạn. Đó là một cái bài bình luận của một vị khán giả tên là Chánh Kiến nói về cái chiếc vòng kim cô 331 mà ai cũng có thể vướng vào. Khi đó có những người họ nói đúng sự thật nhưng cũng bị vướng vào đó kể cả là những người hiểu lực biết lực như là luật sư trần văn sĩ rồi luật sư nhà báo hàn ni tiến sĩ lực đặng anh quân vân vân thì đều có thể vướng vào cái điều khoản 331 này bởi vì nó là chiếc vòng kim cô treo lơ lửng trên đầu chúng ta thưa vị đó thì chúng ta nên hết sức là cẩn thận khi mà chia sẻ ở trên mạng xã hội trong khi đó, những cái sự việc mà nó chưa có đầy đủ cơ sở bằng chứng, chứng cứ, rõ ràng, chính xác, kiểm chứng á, thì chúng ta cũng không nên chia sẻ và chúng, nên, và chúng ta cũng nên cân nhắc cái lời nói của mình khi mà phản biện người này, phản biện người kia tránh là xúc phạm đến danh dự nhân phẩm uy tín của họ để không chúng ta phải rơi vào cái điều khoản 331 này thật sự nó rất là đáng tiếc ở đây đúng không ạ à? thì nội dung trong video hôm nay là hiếu muốn chia sẻ về cái nhân quyền của việt nam khi mà được quốc tế uh, quan tâm rất là đặc biệt ở đây thưa quý vị và cái thứ hai là chia sẻ những bài bình luận của quý vị khán giả Cũng nói về nhân quyền, cũng nói về cái điều khoản 331 Thì theo quý vị khán giả đánh giá như thế nào về nội dung hôm nay Rất mong là quý vị khán giả để lại một bình luận nhận xét cho Hiếu à Chứ xin cảm ơn quý vị rất là nhiều Đừng quên bấm like và bấm đăng ký kênh Để cho kênh của Hiếu ngày càng phát triển hơn nữa nha xin cảm ơn quý vị chúc quý vị khán giả một lần nữa cùng với gia đình của mình luôn luôn có thật nhiều sức khỏe thân tâm an lạc gia đình hạnh phúc và thành công hơn nữa trong cuộc sống cũng như là công việc ạ à. còn bây giờ xin kính chào tạm biệt xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo